mô A Di Đà Phật, nam mô đại từ đại bi cứu khổ của nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát, nam mô đại từ đại bi cứu khổ của nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát, nam mô đại từ đại bi cứu khổ của nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát, nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát, nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát, cư thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đại la ni, nam mô phát ra đất na đa ra dạ gia, nam mô a di đà bà lô kiết đế thủ phát ra gia bồ đề tát đỏ bà gia ma ha tát đỏ bà gia ma ha ca lô ni ca gia án tát bạn đạo phật giê sô đất na đất đỏ, nam mô tất kiết đất đỏ y mong quay đi gia bà lô kiết đế thất ca phật ca lăng đà bà nam mô na đa cận trị thệ đệ ma ha bằng đại sa mê tát bà a tha độ du bằng a thầy dân ta cũng đã tắt nam ma bà giờ ma phật đặt đầu đất địa thang nga bà lộ hai lô ca đế ca ra đế di hai đệ ma ha bồ đề tát đỏ tát bà ma ra ma hay đệ đại dân độ lô câu lô kiếp môn độ lô phật sa gia đế ma ha phật sa gia đế ra đệ đệ ni tát phật ra gia gia ra gia ra gia ra ma phật ma ra một cái lại di hai thất na ra sâm phật ra sa lại phật ra phật sâm phật ra sa giao rô rô ma ra rô đệ ta ra tất lệ tấu rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế thì gia na ra cần đề 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 sát ni na bà già ma na ta bà ha tất cả già ta bà ha tất cả những người thành phần già ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất cả tăng nam một cái già ta bà ha ta bà ma tất cả già ta bà ha già kế ra tất cả già ta bà ha ba đà mấy tất cả già ta bà ha nam mô phật ra na ra ra già già nam mô a di đà bà lâu kiết đế xuất bản ra già ta bà ha tất định đô mạng na ra bà già ta bà ha tất định đô mạng na ra bà già ta bà ha tất định đô mạng na ra bà già ta bà ha tất định đô mạng na ra bà già ta bà ha ăn tất định đô mạng đa ra vào đại giả ta và hán tất định đô mạng đa ra vào đại giả ta và hán nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô đại từ đại bi cứu khổ của nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát nam mô đại từ đại bi cứu khổ của nạn quan thế âm nam mô đại từ đại bi cứu khổ của nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát nam mô đại từ đại bi cứu khổ của nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát con pháp dân nhiệm vụ pháp tự giác lợi nguyện xin đức quán thế âm bồ tát đại trà sâu xét xin ban phước lành cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con xem kênh thân tâm thường an lạc gia đạo được bình an tai qua nạn khỏi nguyện cầu cho quốc thế dân an mưa thuận gió hòa ai bị tâm tai phạm hơi tới xem vui giới này thấy được kim thân của đức quán thế âm bồ tát nguyện xin đức quán thế âm bồ tát che chở độ ban cho chuyện lớn quá nhỏ chuyện nhỏ quá không nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát nam mô a di đà phật. Mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh thần tài giải trí cũng như xem kênh giác lợi vlog. Hôm nay với lòng thành kính giác lợi cũng về miếu cùng sự tâm bảo châm dầu đốt đèn đất nước nguyện kính xin cái lộc cho bà con cô bác anh chị em ở trên kênh. Nam mô a di đà phật. Nguyện với lòng thành kính nha. Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật. Hết dầu rồi bà con, hết dầu rồi nè, dầu lưu ly hết rồi. Dầu lưu ly hết rồi, để khăn để lau, dầu lưu ly hết rồi. Mai giác lợi thỉnh dầu về, giác lợi thành tâm kính lễ trả lễ. Hôm nay với lòng thành kính thì giác lợi cũng nguyện xin cái lộc cho bà con cô bác anh chị em trên kênh. Nam mô a di đà phật. 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 Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành. Con cúi đầu đảnh lễ các vị Long Thần, Long Thiên, Ngũ Miếu. Nam mô a di đà phật. Con pháp danh Nguyên Vũ, pháp tự giác lợi với lòng thành kính nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành xin từ bi gia hộ ban phước lành độ cho Phùng Thị Tư sinh 1975, Lê Thị Thúy Nga sinh 1976, Đỗ Thị Cẩm Nhung pháp danh Ngọc Nhung 62 tuổi. Nguyễn Mai Hiền sinh 1980, tai qua nạn khỏi bệnh chướng tiêu trừ làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi, bị tam tai phạm thấy tới chuyện lớn quá nhỏ chuyện nhỏ quá không, và nguyện xin độ ban phước cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Ai xem kênh thân tâm thường an lạc gia đạo luôn được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi, tai qua nạn khỏi bệnh chướng tiêu trừ. Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật. Con pháp danh Nguyên Vũ, pháp tự giác lợi, hôm nay với lòng thành kính về miếu thành tâm thắp nén tâm hương châm dầu đốt đèn cùng sự tâm bảo
Con có lỗi lầm gì là do con lỡ dạy kiếp xưa đường con đi còn nhiều tâm tối, nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà năm mẹ ngũ hành chỉ lối cho con, xin cho con có duyên lành. Con xin lọc hàng ngày điều gì trúng ngày trúng giờ để cho bà con cô bác trên kênh của con xem kênh tham khảo được niềm vui an lạc, gia đạo được bình an, may mắn hàng ngày. Xin cho con xin một thẻ sâm, một thẻ sâm ngày thứ tư, ngày thứ tư. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 6 tháng 10 vừa 1 năm 2024 nhằm ngày mùng 6 tháng nhằm ngày mùng 6 tháng nhằm ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch năm 2024. Nguyện xin ban cho một thẻ sâm may mắn, một thẻ sâm cầu được cái lộc may mắn về trúng ngày trúng giờ để cho bà con cô bác trên kênh của con tham khảo mua tờ giấy số. Ngày thứ ba miền Nam có, ngày thứ tư miền Nam có đại Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đậu cho một thẻ sâm tốt, một thẻ sâm may mắn, một thẻ sâm cầu được cái lộc để cho bà con cô bác trên kênh của con tham khảo mua tờ giấy số. Nam mô A Di Đà Phật. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét, xin từ bi gia hộ ban cho một thẻ sâm may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày thứ tư số thẻ sâm dương, đây là số thẻ sâm dương. Con cũng quay vào trong con trình lễ, con nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà năm mẹ ngũ hành xin từ bi gia hộ độ cho số thẻ sâm này về đầu, về đặc biệt, về trong lô, về trùng khớp, về trúng ngày trúng giờ cho bà con cô bác trên kênh của con tham khảo mua tờ giấy số, cầu được cái lộc. Ngày thứ tư miền Nam có đại Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Bắc, miền Trung. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi sáng, xin từ bi gia hộ độ ban cho thẻ sâm này về trùng khớp, trúng ngày trúng giờ cho bà con cô bác trên kênh của con, ai cũng được hưởng phải lộc. Cứu sinh Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi sáng, xin độ ban cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm xin đón nhận số thẻ sâm, nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà ban phước lành cho số thẻ sâm này được cái lộc lớn về Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, về đầu và đặc biệt sau nữa miền Trung, miền Bắc. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm xin đón nhận số thẻ sâm. Số thẻ sâm là số 29, 429, 429, 492, 429, 492. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi sáng, xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ cho số thẻ sâm 492, 429 ngày thứ tư có cái lộc lớn trùng khớp với đại Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc. Ngày thứ tư đại Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, đêm có miền Trung, miền Bắc. Nam mô A Di Đà Phật. Con pháp danh nguyên dụ pháp tự giác lợi với lòng thành kính, nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi sáng, xin từ bi gia hộ độ ban cho 492, 429 ngày thứ tư trùng khớp với đại Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, riêng có miền Bắc, miền Trung, để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm xin đón nhận số thẻ sâm, con xin để vào trong hầu sâm, con xin bà độ cho 492, 429. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện xin niệm một biến Bát Nhã Tâm Kinh, nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngụ quẩn giai không độ nhất thiết cổ ách xa lợi tự sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tự hành tức thì phục như đầy xa lợi tự thì chư quốc phong tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thì cố phong trung vô sắc vô thọ tự hành tức vô nhận nhị tỷ thực thân ấy vô sắc tinh đương vị số pháp vô nhận giới nảy chế vô ý thức chế vô vô mang diệt chế vô minh tận nảy chế vô lậu tự diệt vô lậu tự tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô thọ đắc có bồ đề đắc đỏ bấm nhỏ ba la mật đa có tâm vô ái ngại cố vô cũng bố diễn ly điên đạo mộng tưởng cứu cánh niết bàn tâm thế chư Phật y bấm nhỏ ba la mật đa cố đắc an nậu đa la tam hiệu tâm bồ đề cô tri bấm nhỏ ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trượng diệt thứ khổ ách chân thiện bất hư cô thi bấm nhỏ ba la mật đa chú thức thiết chú diệt đế đế ba la tam hiệu đế bồ đề tát bà ha Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ha Già Đa Già Đa Di Già Tha Di Đi Đô Bà Tỳ A Di Đi Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Đi Đa Tỳ Cả Lăng Đế A Di Đi Đa Tỳ Cả Lăng Đa Già Di Đi Già Già Na Chỉ Đa Ca Lợi Ta Bà Hạ Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Di Già Tha A Di Đi Đô Bà Tỳ A Di Đi Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Đi Đa Tỳ Cả Lăng Đế A Di Đi Đa Tỳ Cả Lăng Đa Già Di Đi Già Già Na Chỉ Đa Ca Lợi Ta Bà Hạ Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Di Già Tha A Di Đi Đô Bà Tỳ
A Di Đà Tất Đa Bà Tại A Di Đà Tất Cả Đăng Đế A Di Đà Tất Cả Đăng Đa Dạ Di Đà Dạ Dạ Na Chí Đa Ca Lợi Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Ta Địa Dạ Tha Di Đà Đô Bà Tại A Di Đà Tất Đa Bà Tại A Di Đà Tất Cả Đăng Đế A Di Đà Tất Cả Đăng Đa Dạ Di Đà Dạ Dạ Na Chí Đa Ca Lợi Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Ta Địa Dạ Tha Di Đà Đô Bà Tại A Di Đà Tất Đa Bà Tại A Di Đà Tất Cả Đăng Đế A Di Đà Tất Cả Đăng Đa Dạ Di Đà Dạ Dạ Na Chí Đa Ca Lợi Ta Bà Nam Mô A Di Đà Phật cúi đầu đảnh lễ nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành Đèn Trời soi xét xin ban phước lành cho con pháp danh Nguyên Vũ pháp tự giác lợi cho con có duyên lành con xin lập hàng ngày đều về đúng ngày đúng giờ nguyện xin độ cho số thể xăm 29-92 có cái lộc lớn Nam Mô A Di Đà Phật có cái lộc con thành tâm thỉnh dầu lưu ly về dâng lên trả lễ dầu hết rồi để con thỉnh dầu về con dâng lên con trả lễ Nam Mô A Di Đà Phật nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành Đèn trời soi xét xin ban phước lành xin độ cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc may mắn Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật nguyện xin ban phước lành cho bà con cô bác trên kênh của con Nam Mô A Di Đà Phật 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 cúi xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin từ bi gia hộ ban phước lành đến cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi giác lợi xin chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em đã ủng hộ kênh trong thời gian qua và xin tiếp tục ủng hộ kênh trong thời gian tới. Giác lợi xin chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác đã cho giác lợi một like yêu thương cũng như một lượt chia sẻ kênh, một lượt đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn. Chúc tất cả bà con cô bác được nhiều niềm vui, an lạc, gia đạo được bình an, thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại bà con. Vào video sau Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật